Liên quan đến vụ tấn công báo điện tử VOV, đến nay cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ việc. Cơ quan điều tra xác định hai người chết tại công ty đầu tư xây dựng địa ốc KA nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương ngày 21 tháng 6 là do sốc ma túy. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề xuất hỗ trợ nghệ sĩ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thực chất thì qua cái vòng bảng á, chúng ta nhận thấy rằng đây là một cái mùa Euro mà tức là lạ nhất, mới nhất so với các mùa Euro. Tức là 24 đội thi đấu và chỉ có 1/3 số đội trong đó bị loại. Chính vì vậy mà chính cái thể thức đó nên nó chưa tạo ra được một cái sự cạnh tranh quyết liệt. Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình Nóng hôm nay của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ từ thứ Hai tới thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được sự tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Mở đầu chương trình hôm nay ngày 22 tháng 6 như thường lệ là chuyên mục điểm tin. Tại buổi họp báo thông tin về kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công an chiều ngày 21 tháng 6 liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm vào báo điện tử VOV, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an cho hay, đến nay, cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ tấn công mạng nêu trên. Bước đầu, công an đã khởi tố bị can đối với một người trong nhóm nghi phạm. Tuy nhiên, danh tính và tội danh của bị can chưa được tiết lộ vì vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng. Cũng theo lãnh đạo A05, ngoài bị can đã bị khởi tố, một số người khác liên quan cũng bị triệu tập để lấy lời khai làm rõ. Liên quan đến một số thông tin cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch khu du lịch Đại Nam có liên quan đến vụ tấn công mạng, tướng Mạnh cho biết có hay không việc này thì phải chờ kết quả điều tra kết luận chính thức. Ông Mạnh khẳng định hành vi tấn công mạng nhằm vào báo điện tử VOV là vi phạm pháp luật, bao gồm cả việc kích động, cổ vũ các đối tượng khác tấn công. Điều này đã được quy định rõ trong các văn bản pháp luật. Thông tin thêm, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, kết quả điều tra đến nay chưa có tài liệu nào chứng minh bà Hằng có liên quan đến vụ việc trên. Cơ quan điều tra xác định hai người chết tại công ty đầu tư xây dựng địa ốc KA nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương ngày 21 tháng 6 là do sốc ma túy. Đó là kết quả ban đầu sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Thủ Dầu Một. Theo cơ quan công an, thời điểm xảy ra vụ việc trong công ty này có 4 người. Hai người tử vong được xác định là anh HHB, 36 tuổi, giám đốc công ty, và anh LTH, 31 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Tây Ninh. Ngoài ra, còn một người đang cấp cứu tại bệnh viện là anh LVQ, 30 tuổi, ngụ tại thành phố Thuận An, Bình Dương, và anh TQD, 28 tuổi, là nhân viên công ty, người ở chung và phát hiện vụ việc. Bước đầu, anh D khai nhận cùng 3 người trên đã sử dụng ma túy vào tối ngày 20 tháng 6. Qua xét nghiệm nhanh, phát hiện người này dương tính với ma túy. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản về việc đề xuất một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, đội ngũ nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật biểu diễn gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Văn bản nêu rõ, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và du lịch đang chịu thiệt hại trực tiếp và nặng nề nhất do tác động của dịch COVID-19, nhưng tới nay vẫn chưa có chính sách hỗ trợ. Để tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ nghệ sĩ và hướng dẫn viên du lịch, Bộ đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp hỗ trợ, cụ thể như sau. Bổ sung vào mục 2 dự thảo nghị quyết đối tượng và nội dung hỗ trợ. Hỗ trợ đội ngũ nghệ sĩ giữ chức danh nghề nghiệp đạo diễn nghệ thuật hạng 4, diễn viên hạng 4, họa sĩ hạng 4 trong các đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Đây là nhóm nghệ sĩ có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Mức hỗ trợ là 1 triệu 800.000 đồng trên một người một tháng, hỗ trợ trong 3 tháng và được chi trả một lần. So với giá chốt phiên cuối tuần qua, ngày 21 tháng 6, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng tăng từ 50.000 đồng cho đến 100.000 đồng trên một lượng. Giá mua vào bán ra giao dịch phổ biến ở mức 56,3 cho đến 56,9 triệu đồng trên một lượng. Tương tự, giá vàng thế giới tăng 12 USD trên một ounce so với phiên trước đó nhờ lực cầu bắt đáy của các nhà đầu tư tổ chức.
Quỹ đầu tư tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR đã mua hơn 11,07 tấn, nâng khối lượng vàng dự trữ của quỹ này lên 1.053,06 tấn. Giá giao ngay trên thị trường vàng thế giới giao động quanh mức 1.777 USD trên một ounce, tương đương 49,5 triệu đồng trên một lượng. Hiện vàng miếng SJC vẫn duy trì chênh lệch rất cao so với giá vàng thế giới ở mức trên 7,4 triệu đồng trên một lượng. Tất cả các chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên đầu tuần đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Sau khi xác lập đỉnh mới trong phiên cuối tuần trước, nhà đầu tư tỏ ra thận trọng hơn do lo ngại thị trường sẽ bước vào nhịp điều chỉnh giảm. Do đó, phần lớn các cổ phiếu ngành ngân hàng trong phiên hôm nay đều giảm nhưng mức điều chỉnh không sâu, chỉ từ 1 đến 3% giá trị. Bên cạnh đó, đối ngoại tiếp tục bán ròng trên HOSE lên đến gần 1.150 tỷ đồng cũng gia tăng thêm áp lực lên chỉ số. Chốt phiên, VN Index giảm 5,14 điểm xuống còn 1.372,63 điểm với thanh khoản 22.660 tỷ đồng. Chỉ số HNX Index giảm 2,5 điểm xuống 316,23 điểm với thanh khoản 3.203 tỷ đồng. Tương tự, Upcom Index cũng giảm 0,51 điểm xuống 89,71 điểm với thanh khoản 1.667 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng hấp dẫn vui lòng gửi về cho chương trình theo địa chỉ nonghomnay@phapluattp.vn. Phần tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi chương mục nhận định. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành dữ dội tại châu Á, thì tại châu Âu, giải bóng đá cấp châu lục vòng chung kết Euro 2020 vẫn đang diễn ra sôi nổi với các trận đấu chật kín người xem trên khán đài. Tính đến nay, vòng bảng Euro 2020 đã đi được 2/3 chặng đường. Một số gương mặt nổi bật như Ý, Hà Lan, Bỉ, xứ Wales đã chắc suất đi tiếp. Trong đó, Ý đoạt vị trí nhất bảng A với 3 trận toàn thắng, đạt 9 điểm. Xứ Wales nhì bảng A với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, cùng điểm với Thụy Sĩ, nhưng lại có lợi thế hơn về hiệu số bàn thắng bàn thua. Ở bảng B và bảng C, Bỉ và Hà Lan cũng chắc suất đi tiếp với 2 trận thắng liên tiếp và cùng đạt 6 điểm. Trong khi đó, Bắc Macedonia và Thổ Nhĩ Kỳ đã chắc chắn bị loại khỏi cuộc chơi vòng bảng sau khi liên tiếp thất bại ở các trận ra quân. Một trong những điểm đáng chú ý trong mùa giải năm nay chính là vòng chung kết Euro diễn ra vô cùng náo nhiệt, không thua kém gì các năm, bất chấp dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành dữ dội ở nhiều quốc gia khác ở châu Á. Nhờ chiến dịch tiêm phòng hiệu quả, châu Âu đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và mở cửa trở lại cho các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch và thể thao. Nhờ đó, các trận đấu Euro năm nay thu hút đông đảo khán giả đến sân sau một thời gian dài chấp nhận giãn cách xã hội do dịch bệnh khiến hàng trăm ngàn người tử vong. Kính thưa quý vị, các gương mặt đi tiếp tại vòng chung kết Euro 2020 đã dần lộ diện. Để sơ kết vòng bảng giải đấu bóng đá hấp dẫn bậc nhất thế giới này, chuyên mục nhận định hôm nay sẽ có cuộc trò chuyện với nhà báo Nguyễn Nguyên, chuyên gia bóng đá, trưởng ban thể thao Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa nhà báo Nguyễn Nguyên, ông đánh giá chung như thế nào về chất lượng chuyên môn cũng như không khí của giải Euro 2020 năm nay sau khi đã theo dõi gần hết chặng đường vòng bảng năm nay ạ? Thực chất thì qua cái vòng bảng á, chúng ta nhận thấy rằng đây là một cái mùa Euro mà tức là lạ nhất, mới nhất so với các mùa Euro. Tức là 24 đội thi đấu và chỉ có 1/3 số đội trong đó bị loại. Chính vì vậy mà chính cái thể thức đó nên nó chưa tạo ra được một cái sự cạnh tranh quyết liệt. Tuy nhiên, cũng vào thời điểm này của năm ngoái thì là có nhiều sân bóng ở châu Âu là đứng hình, bóng không lăn. Có nhiều sân bóng là không có khán giả. Nhưng mà bây giờ thì rõ ràng đây là một cái sự trở lại của châu Âu. Những sân bóng ngập tràn khán giả, đặc biệt là ở Budapest. Thì điều đó nó cho thấy ra một cái sự khởi sắc, một cái sức sống của châu Âu. Nó ảnh hưởng tới bóng đá và bóng đá đã tạo ra được một cái sức sống đấy. Thì qua gần hết của cái giai đoạn đầu á, thì thực sự thì về chất lượng chuyên môn thì nó chưa bộc lộ hết, nó chưa thể hiện hết, bởi vì còn nhiều đội họ vẫn còn có những cái con bài tủ. Ngoại trừ những cái đội mà nó tạo được những ấn tượng giống như đội Ý hay đội Hà Lan, đội Bỉ, những đội sớm vào vòng trong. Bên cạnh đó thì những cái đội bóng mà được đánh giá yếu hơn thì họ vẫn tạo ra được một cái sức sống bởi cái tinh thần nhiều hơn. Và đó là những cái nét khái quát của cái giai đoạn đầu.
Thưa ông, trước giải đấu thì nhiều người kỳ vọng vào các ông lớn như Pháp, đương kim vô địch World Cup hay là Bồ Đào Nha, đương kim vô địch Euro. Thì ông có nhận xét gì về hai gương mặt này sau những gì họ thể hiện ạ? Với hai nhà vô địch, tôi tạm gọi đó là hai nhà vô địch, thì họ thể hiện hai cái hình ảnh mà nhiều người đang thắc mắc. Tức là Pháp họ có một cái trận khởi đầu rất là ấn tượng với Đức. Họ chơi một thứ bóng đá mà khiến cho Đức bị nói rằng một cỗ xe tăng nhạt nhòa. Và họ giành một cái chiến thắng mà tuy là chiến thắng chỉ 1-0 nhưng mà đó là một trận đấu mà họ tạo ra rất nhiều cơ hội, rất nhiều sự vượt trội và cái sự trên chân của một đội bóng vô địch thế giới. Còn với Bồ Đào Nha đó, thì ngay cái lượt trận đầu họ cho thấy rằng họ xứng đáng là một nhà vô địch châu Âu, bởi vì khi mà họ chơi với một đội bóng Hungary, họ tạo ra được nhiều cái dấu ấn, và đặc biệt là đó là một trận đấu mà Ronaldo phá được những cái kỷ lục rất là của bóng đá châu Âu. Tuy nhiên sang cái lượt trận thứ hai ấy, thì lại bộc lộ ra những cái điều mà người ta phải chú ý đến cái bảng đấu đó. Tức là Pháp chật vật để mà có một trận hòa trước Hungary. Tôi cho đó là một cái trận đấu mà đội Pháp bằng mọi nỗ lực để họ kéo lại một điểm danh dự đó. Còn với Bồ Đào Nha thì họ dẫn bàn trước nhưng họ gặp một đội Đức chơi một thứ bóng đá rất là quyết liệt, một thứ bóng đá rất là điệu nghệ và thứ bóng đá khoa học nữa, khiến Bồ Đào Nha khá là tối tăm mặt mũi trước một đội Đức như thế. Thì với hai cái hình ảnh đó, nó chưa thể hiện hoàn toàn của hai nhà vô địch nhưng nó dự báo được một cái giải đấu nó rất là hay, rất là hấp dẫn, và những nhà vô địch hãy cảnh giác cái điều đó. Ngoài hai ông lớn vừa nêu thì những người hâm mộ cũng để ý đến tuyển Ý với 3 trận toàn thắng. Bỉ và Hà Lan cũng nhanh chóng đoạt vé vào vòng knock-out. Đặc biệt, tuyển Ý đã tạo ra một kỷ lục vô tiền khoáng hậu, đó là trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử Euro toàn thắng và giữ sạch lưới ở giai đoạn vòng bảng. Thì ông có nhận xét như thế nào về màn trình diễn của 3 đội tuyển này? Và đâu là những điểm nổi bật của từng đội có thể giúp họ tiến vào các vòng sau ạ? Thực chất thì 3 đội bóng mà vừa nêu á, Ý, Bỉ và Hà Lan á, thì tôi chỉ mới đánh giá cao đội Ý qua cái cách họ thể hiện thôi. Còn với Bỉ với Hà Lan thì thực sự chất thì họ bước vào một cái bảng đấu là tương đối dễ và họ chưa gặp những cái đối thủ xứng tầm. Chính cái điều đó khiến chúng cũng có những cái ngộ nhận cho rằng đó là những cái đội bóng mà họ rất là mạnh mẽ và họ rất là đáng ngại, đáng sợ. Còn với Ý thì tôi ngạc nhiên là bởi vì trước tới giờ khi mà nói đến Ý là người ta nghĩ đến phòng ngự Catenaccio, lối đá bê tông, tức là họ rất là chặt chẽ. Nhưng đội Ý bây giờ đó, họ giữ sạch màn lưới bởi vì họ tấn công nhiều hơn, bởi vì họ ghi bàn nhiều hơn và bởi vì họ áp đảo bằng một thứ bóng đá mà, tức là họ gây nghẹt cho các đối thủ, họ chèn ép các đối thủ ở trên khắp mặt sân. Và cái điều đó nó tạo ra được một cái sức sống, một cái sức mạnh, và nó hoàn toàn khác với Ý từng lên ngôi vô địch World Cup bằng lối đá Catenaccio. Với các đội bóng yếu hơn, thậm chí nhiều người còn gọi họ là đội lót đường, thì mùa giải năm nay theo ông đâu là sự bất ngờ? Và bất ngờ ấy theo ông có còn kéo dài ở vòng sau hay không, và vì sao ạ? Với những cái đội mà bây giờ có đôi lúc tôi đang hỏi đội nào là đội lót đường? Bởi vì khi mà xem vào cái bảng xếp hạng đó, Macedonia là cái đội yếu nhất. Thì có trận đấu như trận đấu họ đá với Áo, tôi không nghĩ họ là đội bóng lót đường. Họ dẫn bàn trước, họ chơi một thứ bóng đá rất là mạnh mẽ, họ chơi một thứ bóng đá rất là quyết liệt, cho dù có nhiều người không thuộc tên các cầu thủ đấy. Hoặc là với Hungary, khi mà họ rơi vào bảng tử thần ấy, thì ai cũng nói rằng đây là một đội bóng mà dễ giết nhất, dễ lấy điểm nhất. Nhưng rõ ràng hai trận mà Hungary thể hiện thì họ là một đội bóng không biết thua. Không biết thua ở đây không phải là không biết thua về mặt tỷ số, nhưng mà họ không biết thua về mặt tinh thần, về lối chơi. Họ làm cho đội Pháp chật vật để có một điểm. Rõ ràng là nhà vô địch thế giới là ngộp trong cái trận đấu đấy. Và kể cả khi mà họ đá với nhà vô địch châu Âu, họ cũng khiến cho Ronaldo và các cầu thủ rất là mệt mỏi để có một chiến thắng rất là xít sao. Còn quá sớm để có thể nhận định ai sẽ là nhà vô địch trong vòng chung kết Euro 2020. Tuy nhiên sau những gì họ thể hiện ở vòng bảng và kinh nghiệm của cá nhân ông khi quan sát các đội tuyển nhiều năm qua, thì ông kỳ vọng vào 4 đội tuyển nào sẽ có mặt ở những trận đấu sau cùng của mùa giải năm nay ạ? Và vì sao như thế ạ? Thực sự thì nếu mà để chọn ra 4 cái tên đó, thì tôi mong rằng những cái tên này sẽ không sớm gặp nhau. Tức là làm sao mà để họ có mặt ở bán kết đó. Tôi vẫn tin tưởng vào đội Đức. Tức là đội bóng vừa có chiến thắng với Bồ Đào Nha và họ đang cố gắng thể hiện của mình cũng như là một cái món quà để chia tay huấn luyện viên Joachim Löw.
Tôi vẫn kỳ vọng vào đội Pháp, tức là nhà vô địch thế giới. Tuy họ có những cái khó khăn trong trận đấu với Hungary, nhưng đấy lại là một đội bóng mà có lực lượng rất là đồng đều. Bên cạnh đó là Ý. Ý là một đội bóng mà tôi thực sự là tôi rất là ngạc nhiên về họ, về lối chơi của họ. Đặc biệt là họ gần như là họ ít màng đến cái chuyện mà phòng ngự bê tông để họ chơi một thứ bóng đá tấn công rất là quyến rũ. Còn đội cuối là Bỉ. Bỉ là một đội bóng mà có rất nhiều ngôi sao, và họ đã thể hiện được một cái lối chơi của một đội bóng, tức là chuyên đàn áp các đối thủ để mà họ tìm những cái bàn thắng, họ thậm chí họ lội ngược dòng, và họ có những cái ngôi sao rất là xuất sắc. Thì tôi mong rằng các đối thủ ở những cái vòng đấu vòng 16 đội và vòng tứ kết thì họ không sớm gặp nhau để hẹn gặp nhau ở bán kết. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ. Kính thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ vừa rồi của nhà báo Nguyễn Nguyên phần nào cung cấp thêm cho quý vị những góc nhìn thú vị về giải bóng Euro 2020 đang thu hút hàng trăm triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Nếu quý vị có những nhận định hay ý kiến cá nhân về giải đấu năm nay, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này hoặc gửi về địa chỉ nonghomnay@phapluattp.vn. Còn bây giờ, mời quý vị đến với chuyên mục Sống Vui Khỏe. Vượt đường dài mà 9 người 10 ý. Thở căng thẳng mệt mỏi, trà xanh không độ. Tuyển chọn từ trà Thái Nguyên tươi, giàu vitamin C và EGCG giúp tăng sức đề kháng, thức sảng khoái. Hey, cùng xe chai để chọn hướng đi. 9 người nay cùng một ý, hãy uống trà xanh không độ mỗi ngày, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Tục năng lượng làm việc, giải lao thôi. Trà sữa macchiato không độ là từ trà Thái Nguyên và sữa thơm béo, nạp lại năng lượng, ngon khớp cưỡng. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê các quốc gia trên thế giới, số lượng trẻ sinh ra bị tim bẩm sinh chiếm khoảng 8-10 trên 1.000 trẻ. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 16.000 trẻ chào đời bị mắc tim bẩm sinh. Theo khảo sát, các bậc phụ huynh có rất ít thông tin về việc chăm sóc trẻ bị mắc căn bệnh này. Trong chuyên mục Sống Vui Khỏe hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường, Phó khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ sẽ có những hướng dẫn cần thiết cho các ông bố bà mẹ có con bị tim bẩm sinh. Để mà chăm sóc những đứa bé bị tim bẩm sinh ấy, thì đầu tiên thì bao giờ cũng phải có cái chế độ dinh dưỡng phù hợp với bé. Ví dụ như có thể cho bé ăn uống sẽ phải tăng cường hơn cho những bé bình thường. Ví dụ, tại vì những trường hợp này sẽ biểu hiện rất là hay bị tăng cân chậm này, ăn uống kém, phải ăn phải, nếu mà mình phải chia bữa ăn ra nhiều bữa lên, rồi mình ăn sẽ đầy đủ chất dinh dưỡng cho bé. Bên cạnh đó thì mình có thể có cái gọi là chế độ về tiêm ngừa, hoặc là chế độ là thăm khám và theo dõi những cái bé cho phù hợp. Quý vị thân mến, chương trình Nóng hôm nay ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng trà xanh không độ. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.